Warhammer 40,000, Kỷ nguyên Idomitus. Chương 1, Hành trình trở về. Sự sụp đổ của Cadia là một thảm kịch làm rung chuyển cả thiên hà theo đúng nghĩa đen. Không còn chịu sự ngăn cản của các cột trụ Necron tại cánh cổng Cadia, biển Warp đã tuôn trào ra thực tại từ The Eye of Terror và dần nhấn chìm mọi thứ trên đường đi của nó. Trò chơi vĩ đại giữa các vị thần của Warp đã từ đó leo thang khi những đội quân quỷ dữ khổng lồ đồng loạt tấn công vương quốc của các vị thần đối địch. Hệ quả đầu tiên trong không gian thực của sự nhiễu loạn này là những cơn bão Warp khổng lồ đã quét qua dải ngân hà ở quy mô chưa từng thấy kể từ kỷ nguyên xung đột, khiến cho việc di chuyển và liên lạc nhanh hơn tốc độ ánh sáng bị gián đoạn xuyên suốt thiên hà, mở đầu trong thời kỳ được gọi là The Blackness. Trong đó, bản thân không thời gian của thực tại đã bị bóp méo. Tại một số khu vực, thời gian chậm lại, ở nơi khác lại tăng tốc. Đối với một vài thế giới may mắn hơn, nó chỉ kéo dài vài tuần lễ, nhưng cũng có những hành tinh bị bóng đêm bao phủ đến hàng năm trời, thậm chí vẫn chưa thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của nó. Sự nhiễu loạn của Warp trong thời kỳ này mạnh mẽ đến mức, ngay cả ánh sáng của ngọn Astronomicon của Hoàng đế đã trở nên mờ nhạt và những cơn bão Warp đã có thể len lỏi đến chính hệ mặt trời của Terra. Lợi dụng điều này, các quân đoàn Space Marine phản bội và quỷ dữ đã cưỡi những cơn thủy triều sai kích của Warp và ồ ạt tấn công thực tại, xâm chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn của cõi thực cho riêng mình. Nhưng mất mát không phải là điều duy nhất mà năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 41 đem lại. Ở đó còn có hy vọng. Tại hành tinh mẹ Macrack của Chapter Space Marine, Ultramarines, giữa khung cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng của toàn Imperium, một sự kiện nằm lu mờ tất thảy những phép màu và thảm kịch khác đã xảy ra. Primarch Roberto Guillemin, một người con của chúa đế đã an nghỉ trong suốt 10 thiên niên kỷ vì một vết thương vô phương cứu chữa, đã thức tỉnh như một vị thần phục hận để cứu rỗi nhân loại. Chỉ 3 giờ sau khi được đánh thức từ giấc ngủ 10.000 năm, vị Primarch đã thanh tẩy Fortress of Hera linh thiêng khỏi sự vấy bẩn của quân đoàn đen. Sau đó, ông đã họp mặt với Maunius Kalga, các sĩ quan của Ultramarines và những người sống sót của Cadia trong suốt nhiều ngày. Họ đã trình bày cho ông về tình thế hiện tại mà Imperium phải đối mặt và tất cả những gì đã xảy ra trong hơn 10.000 năm mà ông đã nằm trong tình trạng ngưng động tại ngôi đền cải huấn. Lúc đầu, vị Primarch đã phải kinh hãi với những gì mà hoài bão của cha ông đã trở thành. Đế chế của nhân loại đã rơi vào vực thẳm của sự lạc hậu và mê tín dị đoan. Người dân của nó được định hình bởi sự đau khổ của chiến tranh và bởi sự tôn thờ vào một người đã từng dành cả cuộc đời mình để tìm cách giải phóng nhân loại khỏi xiềng xích của đức tin vào đấng thánh thần. Nhưng Guillemin cũng đã không để cho sự kinh hãi của mình làm nhụt chí. Ông đã nhìn thấy rằng đằng sau sự suy tàn của đế chế nhân loại, bất chấp bóng đêm nghiệt ngã của hiện thực, những người đàn ông và phụ nữ của thiên niên kỷ thứ 42 vẫn thể hiện sự quyết tâm và ý chí dũng cảm không thể khuất phục khi đối mặt với mọi mối đe dọa, là điều mà ông với tư cách là một người con của hoàng đế không thể hài lòng hơn. Hy vọng vẫn tồn tại. Trong 7 tháng tiếp theo, Guillemin đã dẫn tổng lực lượng bao gồm các Ultramarines, Inari và những người còn sống sót của Cadia di chuyển khắp Segmentum Ultima và dần giành lại tất cả các thế giới của Imperium đang bị bao vây bởi sự tấn công của hồn ma. Nhưng sự hồi sinh của một Primarch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các vị ác thần và đế tớ của chúng. Các Demon Primarch phản bội, Mortarion của Dead God và Magnus Siret của Thousand Suns cũng đã cảm nhận được sự hồi sinh của Guillemin và bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Coi sự trở lại của một người con trung thành của hoàng đế là một cơ hội hơn là một mối đe dọa để tăng thêm sức mạnh của chính chúng. Với sự hậu thuẫn của vị ác thần bệnh dịch Nurgle, Mortarion đã tạo ra một căn bệnh mới tại hệ sao Ultrama, được gọi là The Sorrow. Nó đã gây ra sự mù lòa đau đớn cho binh lính cũng như dân thường của đế chế. Nhưng sự hiện diện của Guillemin đã tỏ ra là có khả năng chữa căn bệnh này, và vị Primarch đã bắt đầu du hành đến các hành tinh bị lây nhiễm để chữa lành cho cư dân của họ. Phép màu này đã ngày càng tạo ra nhiều phong trào tôn giáo xoay quanh sự trở lại của ông. Guillemin đã sớm nhận định rằng sự lan rộng của The Sorrow nhằm mục đích ngăn cản ông tham dự vào những vấn đề lớn hơn mà Imperium đang phải đối mặt. Đã đến lúc để người con phục hận của chủ đế nhân loại trở lại đất thánh Terra. Và vì thế, Guillemin đã tập hợp một hạm đội lớn được dẫn đầu bởi soái hạm của ông là chiếc Macrack's Honor. Nó đã thu hút được sự tham gia của quân đội đế chế từ khắp thiên hà. Những người đã biết về sự hồi sinh của ông, bao gồm cả các Chapter Space Marine, các trung đoàn Astra Militarum, các Grey Knights và các đội quân của Adeptus Mechanicus.
Ông đặt tên cho lực lượng này là Terran Crusade. Kiliman đã bắt đầu một cuộc hành trình đầy chông gai vượt qua sự hỗn loạn của Warp để trở lại Terra. Ivrin và các Inari của cô ta để quay trở lại Webway và tiếp tục theo đuổi nhiệm vụ đánh thức hoàn toàn vị thần chết của mình. Khi hạm đội Terran Crusade đi đến rìa của vết rách Warp vĩ đại được gọi là Maelstrom, họ đã bị tấn công bởi hạm đội hùng mạnh của quân đoàn phản bội Thousand Suns do chính Magnus Zireth dẫn đầu. Nhưng cuộc tấn công của hắn không nhằm mục đích sát hại Gilliman. Thay vào đó, trên đài chỉ huy của chiếc xoáy hạm hình kim tự tháp của mình, hắn đã thực hiện thành công một nghi lễ ma thuật mạnh mẽ và đẩy hạm đội của Gilliman vào vòng xoáy của Maelstrom. Sau khi bị nuốt chửng bởi cánh cổng Warp khổng lồ, hạm đội Terran Crusade đã buộc phải đi lang thang không phương hướng bên trong Warp suốt nhiều tháng trời và liên tục phải đối mặt với những cuộc phục kích của Chaos Space Marine và quỷ dữ của Ác Thần Zinch. Một cách chậm rãi, lực lượng của Terran Crusade dần bị tổn thất nặng và bản thân Gilliman đã ngày càng trở nên mệt mỏi vì bị đè nén bởi cơn thịnh nộ và tuyệt vọng trước tình thế của mình. Nhưng may mắn thay, vì mong muốn Gilliman dẫn dắt nhân loại chống lại hỗn mang, Fasir Edrath Utuan của Eldar đã cung cấp cho Gilliman những đường bảo tâm linh đặc biệt, từ đó giúp cho hạm đội Terran Crusade tìm được hướng di chuyển nhất định trong Maelstrom. Nhưng khi hạm đội của Gilliman du hành tới một nghĩa địa tàu không gian rộng lớn, họ đã bị tấn công bởi những toán hải tặc từ một bang hội Chaos Space Marine được gọi là Red Corsairs. Chúng đã tấn công vào chính chiếc xoáy hạm mà Crax Honor và nhanh chóng đến được đài chỉ huy. Ở đó, chúng tiết lộ rằng cuộc tấn công đã được dẫn đầu bởi con ác quỷ hai đầu của Zinch, Kairos the Fate Weaver. Chính là Greater Demon đã hướng dẫn Primarch Loga Aulerian của các Woodbearers trong chuyến hành hương của hắn trong The Eye of Terror 10 thiên niên kỷ trước. Sau khi giải thích rằng chính hắn là người đã gieo rắc cảm giác tuyệt vọng và nghi hoặc vào tâm trí của Gilliman kể từ sau khi vị Primarch bước vào Maelstrom, Kairos đã sử dụng những cảm xúc đó như một vũ khí để buộc Gilliman phải quỳ gối và biến chúng thành những sợi xích pha lê để trói buộc ông. Mặc dù nỗ lực để loại bỏ Gilliman khỏi thiên hà, Kairos không hề muốn vị Primarch chết. Một á thần bị xiềng xích sẽ là một nguồn sức mạnh quá dồi dào để lãng phí. Và Kairos đã lên kế hoạch để giấu nạn nhân của mình trong vòng xoáy của Maelstrom cho đến khi những sự kiện nhất định trong tương lai mà hắn đã thấy trước xảy ra. Kairos đã đưa vị Primarch và các chiến binh còn lại của Terran Crusade đến một pháo đài Blackstone ẩn sâu trong vòng xoáy. Nó chính là cặp song sinh của chiếc Wheel of Eternity được Abaddon sử dụng tại Cadia. Pháo đài Blackstone này đã được Abaddon the Spoiler trao tặng cho thủ lĩnh của Red Corsairs như một món quà để duy trì liên minh của chúng. Nhưng vị thần máu Khorne không hề muốn thấy đối thủ của mình được hưởng lợi từ việc kiểm soát Gilliman, một con tốt quá mạnh mẽ trong trò chơi vĩ đại. Và vì vậy, hắn đã cử một Bloodthirster là Scarbrand dẫn đầu các quân đoàn quỷ dữ để tấn công pháo đài Blackstone nhằm giết Gilliman. Nhưng khi đạo quân của Zinch và Khorne chiến đấu để giành quyền định đoạt số phận của vị Primarch, một lực lượng Harlequins được Solandri Velwalker chỉ huy đã xuất hiện thông qua một cánh cổng Webway bí ẩn sâu bên trong pháo đài. Vị thần cười cũng cần sự trợ giúp của Gilliman cho màn kịch cuối cùng của mình. Lợi dụng trận chiến giữa hai lực lượng của hỗn ma để xâm nhập nơi giam giữ Gilliman, Velwalker tiết lộ rằng trong lực lượng Harlequin của cô ta còn bao gồm các thiên thần sa ngã của chapter Dark Angels, dẫn đầu bởi kẻ bị chapter săn đuổi gắt gao nhất, Cypher. Hắn đã đề nghị giải phóng lực lượng của Gilliman để đổi lấy việc được diện kiến hoàng đế khi họ đến Terra. Bất chấp sự ngờ vực của mình, Gilliman đã đồng ý. Và ông và những người còn lại của Terran Crusade đã được giải phóng. Thậm chí còn bao gồm nhiều phương tiện và phi thuyền đã bị thu giữ bởi Red Corsairs. Họ đã lần theo chỉ dẫn của Cypher tới một cổng Webway mà ông ta và Harlequins đã mở ra. Những tù nhân đang chạy trốn bị tấn công bởi cả hai thế lực hỗn mang đang tham chiến trong pháo đài khi bị phát hiện. Khorne và Zinch đã sẵn sàng các loại yểm kích của mình để cố gắng ngăn chặn Gilliman trốn thoát. Khi lực lượng còn lại của Terran Crusade đến được cổng Webway, chính Scarbrand đã xuất hiện và ngăn cản. Là hiện thân của cơn thịnh nộ của vị thần máu, hắn được trang bị roi lửa và một chiếc rìu to lớn, quyết tâm chiếm lấy đầu của vị Primarch cho ngai vàng đầu lâu của Khorne. Gilliman đã đích thân giao chiến với hắn một cách điên cuồng. Ông hiểu rõ rằng nếu mình tiếp tục chiến đấu thì chắc chắn sẽ bị bắt lại hoặc thậm chí là bị giết. Nhưng lại không thể làm khác được vì tâm trí của ông đã bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ của chính mình trước sự hiện diện của nhà vô địch của Khorne. Nhưng chính vào lúc đó,
Kilman đã được cứu nhờ sự hy sinh của nguyên soái Marius Amaric, chỉ huy của lực lượng Black Templars tại trận chiến vì Cadia. Amaric đã đâm lưỡi gươm của mình xuyên qua ngực của Blastertus với cái giá là chính mạng sống của ông. Ngay lập tức, lời nguyền cuồng nộ của Gilliman đã bị phá vỡ. Ông quay lưng lại và chạy nước rút xuyên qua cổng Wellway ngay trước khi nó kịp đóng sầm lại. Nhưng những trông gai của Terran Crusade vẫn chưa kết thúc. Khi đang di chuyển bên trong Wellway, họ đã một lần nữa bị tấn công bởi các Thousand Suns của Magnus Zireth. Magnus đã sử dụng phép thuật của mình để nhìn trước kết quả của cuộc tấn công trước đó vào hạm đội của Gilliman. Hắn ta đã biết rằng nếu mình đẩy lực lượng của Gilliman vào Maelstrom thì số phận sẽ đưa họ đi theo con đường dẫn đến các Harlequin trong Webway. Và Gilliman đã nhận ra rằng Magnus muốn thông qua cổng Webway mà Kelda sắp mở ra tại Terra để từ đó tấn công vào chính hành tinh thủ đô của Imperium và chứng minh hắn là nhà vô địch vĩ đại nhất của hồn ma. Không muốn Magnus đạt được mục tiêu của hắn, Gilliman và Vale Walker thay vào đó đã chọn xuất hiện từ Webway cùng lực lượng của họ trên mặt trăng Luna của Terra. Nhưng trước khi Shadow Shear hùng mạnh của Harlequin có thể phong ấn cánh cổng, Magnus và các Chaos Space Marines của hắn đã kịp vượt qua cánh cổng và đặt chân lên Luna cùng với họ. Một trận chiến tàn khốc đã lập tức bùng nổ giữa bề mặt cằn cỗi của Luna khi Terran Crusade và các đồng minh Harlequin của mình cố gắng ngăn chặn lực lượng của Magnus. Hai người anh em Primarch đã một lần nữa tham gia vào một cuộc đấu tay đôi. Sức mạnh tâm linh từ Demon Primarch đã áp đảo Gilliman, nhưng trước khi hắn có thể đánh bại ông, quân tiếp viện từ Terra đã đến. Các chiến hạm của Imperial Navy mang theo lực lượng bao gồm các Astartes của Chapter Imperial Fists, Adeptus Custodes và Sister of Silence để hỗ trợ Gilliman. Trường vũ hiệu tâm linh do các Sister of Silence tạo ra đã mang lại cho Gilliman lợi thế cần thiết để đối mặt với Magnus một cách sòng phẳng. Nhưng để đảm bảo màn kịch cuối cùng của Kegorak diễn ra đúng theo kế hoạch, các Harlequin đã nói dối với Gilliman rằng Magnus chỉ có thể bị tiêu diệt bằng cách đẩy hắn ta trở lại cánh cổng Webway. Không Primarch nào được phép chết hôm nay. Tin vào lời khuyên của Harlequin, Gilliman đang được bao bọc trong lá chắn chống psychic của Sister of Silence đã lao thẳng vào Magnus và đâm thanh gươm của Hoàng đế vào sâu trong ngực hắn. Sự bùng nổ bất ngờ của sức mạnh tâm linh đã khiến cho cả hai bị đánh bật lại và Magnus bị ném ngược qua cổng Webway. Và Vale Walker ngay lập tức làm vỡ viên đá phép thuật trong lòng bàn tay của mình, phong ấn cánh cổng Webway của Luna mãi mãi. Magnus đã bị đẩy vào Webway, còn sống nhưng vô cùng phẫn nộ. Sau trận chiến, Gilliman đã ngay lập tức cùng lực lượng của mình tới giải cứu cung điện hoàng gia tại Terra. Trước đó nhiều ngày, vị thần máu Khorne đã lợi dụng sự suy yếu của ngọn Astronomicon để tấn công chính Terra. Theo lệnh của hắn, những giáo hội sùng bãi hỗn mang ngầm của Terra đã đồng loạt nổi dậy chiếm giữ cả Hive Cities. Theo sau đó, chúng đã tiến hành nghi lễ hiến tế binh lính đế chế, hiến dâng trái tim của họ cho vị huyết thần của Immaterial. Nhờ đó, những cơn bão warp đã mở ra trên bầu trời Terra, từ đó 88 đạo quân quỷ dữ đổ về. Chúng ngay lập tức ồ ạt di chuyển đến cung điện hoàng gia, tập trung tấn công vào cổng sư tử. Hệ thống phòng thủ của cung điện vẫn còn đáng gờm dù đã không phải vận hành trong suốt 10.000 năm. Nhưng chỉ riêng lực lượng này là không đủ để ngăn cản cuộc tấn công bất ngờ của Khorne. Mặc dù vị Captain General của Adeptus Custodes đã dẫn gần 4.000 Custodians cùng với một lực lượng Grey Knight tham gia chiến trận, nhưng hơn một nửa trong số họ đã nhanh chóng tử trận. May mắn thay, ngay trước khi cổng sư tử bị thất thủ, một hạm đội tiếp viện lớn của Imperium đã di chuyển xuống từ Luna và nó được dẫn đầu bởi một người tưởng chừng chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích xa xưa, Robote Gilliman. Với sự xuất hiện của một Primarch tại cổng sư tử, tinh thần và sức mạnh của những người bảo vệ cung điện đã được củng cố trở lại, và ông đã lãnh đạo họ trong cuộc phản công mạnh mẽ và phá vỡ cuộc tiến công của đạo quân quỷ dữ trước khi chúng có thể nhìn thấy cánh cổng vĩnh cửu. Khi biết được thất bại của mình, Khorne đã tức giận đến nỗi 8 Bloodthirster đã dẫn đầu cuộc tấn công này đã bị hủy diệt hoàn toàn chỉ vì đứng quá gần cơn thịnh nộ của hắn. Mặc dù chiến trận ở cổng sư tử là một chiến thắng của Imperium, nhưng nó đã làm rung động tinh thần của các lãnh chúa tối cao, những người cuối cùng cũng đã phải nhận ra rằng Terra không còn bất khả xâm phạm. Sau khi giải cứu thành công Terra, Gilliman đã cùng với Belisarius Cole, Inquisitor Katarina Greyfox, Thánh Celestine và Thiên Thần Sa Ngã Cypher yêu cầu Adeptus Custodes cho phép họ đi qua cổng vĩnh cửu để họ có thể diện kiến chính Hoàng đế. Nhưng chỉ mình Gilliman mới được phép đi vào. Khi Cypher lên tiếng phản đối,
Gilliman đã phá vỡ trắng trợn thỏa thuận giữa hai người tại pháo đài Blackstone của Red Corsairs và ra lệnh bắt giữ ông ta. Nhưng Cypher một lần nữa đã trốn thoát khỏi sự phán xét của Imperium chỉ vài giờ sau. Một ngày sau đó, Gilliman đã quay trở lại sau cuộc diện kiến của mình với chủ nhân loài người tại căn phòng Ngai Vàng. Không ai biết điều gì đã xảy ra trong cuộc hội ngộ này, nhưng dường như Gilliman đã tìm ra cho mình một mục tiêu mới. Ngay lập tức tập hợp các lãnh chúa tối cao của Terra và thông báo rằng ông một lần nữa đảm nhận vị trí Lord Commander of the Imperium, lãnh đạo quân sự tối cao của toàn đế chế nhân loại. Gilliman tuyên bố rằng ông sẽ tổ chức lại bộ máy chính phủ của đế chế và các lực lượng quân sự của nó, như ông đã từng làm ngay sau cuộc dị giáo Horus để đối đầu với thời đại tam tối mới sắp ló dạng. Hành trình của Terran Crusade đã kết thúc, nhưng cuộc chiến vì sinh tồn của nhân loại chỉ mới bắt đầu.